Thưa quý vị, chủ trương chấm dứt nuôi cá lồng bè tự phát trên địa bàn Đà Nẵng đã có từ rất lâu. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa được thực sự giải quyết triệt để. Các hộ dân thì vẫn cứ nuôi trồng trái phép bất chấp quy định của thành phố, thậm chí còn phát sinh mới, khiến cảnh quan môi trường nước bị chiếm dụng dai dẳng trong nhiều năm nay. Vào tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 160 về chấm dứt nuôi trồng thủy hải sản lồng bè tự phát trên địa bàn. Và đây được xem là biện pháp quyết liệt cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong việc trả lại cảnh quan môi trường nước cho người dân. Kể từ khi triển khai kế hoạch 160 của Ủy ban Nhân dân thành phố, các địa phương đã nỗ lực bằng nhiều biện pháp, từ vận động cho tới cưỡng chế để tháo dỡ các lồng bè trên địa bàn. Cùng với đó, tổ kiểm tra liên ngành của thành phố cũng thường xuyên giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện này. Tuy nhiên, từ nhận định thực tế qua buổi kiểm tra vào ngày 30 tháng 12 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đánh giá tiến độ tháo dỡ vẫn còn chậm. Vì vậy, với quyết tâm trả lại cảnh quan môi trường nước cho thành phố, tối hậu thư đã được đưa ra, yêu cầu tất cả các địa phương phải bằng mọi cách chấm dứt triệt để tình trạng này. Thời hạn là ngày 15 tháng 1 năm 2022. Nếu sau thời hạn này, bất cứ trường hợp nuôi trồng trái phép nào phát sinh, thì lãnh đạo địa phương đó chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Tối hậu thư đã buộc các sở ngành liên quan, các địa phương phải mạnh tay hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để xử lý dứt điểm các hộ nuôi trồng thủy sản tự phát còn lại trên địa bàn trong vòng 2 tuần. Khó khăn nhất hiện nay thì đó là sự đồng thuận người dân. Nhưng mà qua quá trình thì thực hiện công tác tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị thì đến nay thì người dân đã tuân thủ, và đặc biệt đó là sự quyết liệt của địa phương. Mà ở đây nhắc là thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban phố đã thường xuyên chỉ đạo để mà các ngành địa phương vào cuộc. Thì đến nay thì cơ bản là tất cả các lồng bè trên địa bàn thành phố, đặc biệt là trên sông đã giải quyết xong. Với số lượng lồng bè nhiều nhất trên địa bàn thành phố, để kịp tiến độ tháo dỡ như kết luận của lãnh đạo thành phố, quận Sơn Trà đã chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là các phường Thọ Quang, Nại Hiên Đông và Măng Thái, tổ chức ra quân hàng loạt để kéo các lồng bè còn rải rác trên khu vực công trình 15, bãi Nam, bãi Ngang và vịnh Măng Quang lên bờ. Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền và hỗ trợ cho các hộ dân tiêu thụ sản phẩm, cho đến hôm nay ngày 14 tháng 1, quận Sơn Trà đã hoàn thành tháo dỡ 579 lồng bè, đạt 100% kế hoạch được giao. Thì đối với ban dân phường Thọ Quang, ngay sau khi nhận thông báo thì đã quyết liệt triển khai cho tất cả các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị cùng phối hợp để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó thì Ủy ban Nhân phường cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai cử lực lượng mà ra quân thực hiện nhiệm vụ. Trong đó có hai tổ tuyên truyền vận động đến từng nhà bà con ngư dân để vận động, đặc biệt là phối kết hợp với các phường để hỗ trợ trong cái công tác vận động. Rồi đối với Ủy ban Nhân phường cũng quyết liệt triển khai ra quân xử lý. Trong một tuần chúng tôi cũng đã thực hiện đảm bảo theo quy định. Về đối với cái hỗ trợ cá thì đối với Ủy ban Nhân dân phường cũng đã kêu gọi tất cả các đơn vị, các cơ quan đơn vị, các mạnh thường quân hỗ trợ cho địa phương tiêu thụ cá cho bà con lồng bè, thì đến nay là cơ bản đã đi vào hoàn tất. Cùng với quận Sơn Trà, các quận huyện còn lại cũng đã hoàn thành tháo dỡ toàn bộ số lượng lồng bè còn lại. Sau khi hoàn thành tháo dỡ và trả lại mặt nước cho thành phố, để ngăn chặn trường hợp phát sinh sau ngày 15 tháng 1 năm 2022, lực lượng chức năng các địa phương tiếp tục tổ chức theo dõi và giám sát thường xuyên các khu vực này. Trong khi thực hiện kế hoạch mà tháo dỡ các cái lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép, thì đồn biên phòng Sơn Trà đã tổ chức lực lượng phương tiện để hỗ trợ các địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự cho cái lực lượng tham gia tháo dỡ. Và sau khi tiến hành tháo dỡ xong, thì đồn biên phòng Sơn Trà cũng xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cái trạm và các cái lực lượng tuần tra kiểm soát 24/7 để đảm bảo cái việc là mặt nước sau khi mà tháo dỡ xong thì không phát sinh các cái lồng bè còn lại. Việc nuôi thủy sản lồng bè mang lại hiệu quả khá cao, tạo việc làm và thu nhập cho hàng nghìn lao động. Tuy nhiên, do phát triển tự phát, manh mún nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và phá vỡ cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên, ảnh hưởng đến phát triển bền vững kinh tế xã hội của thành phố. Với quyết tâm lần này, cùng sự đồng thuận của người dân, kỳ vọng rằng Đà Nẵng sẽ lại lần nữa được biết đến là thành phố với cảnh quan sông nước sạch đẹp, trù phú, xứng tầm thương hiệu thành phố du lịch và sự kiện.